Theo cái tình hình nóng bỏng á, thì có khả năng là chúng ta sẽ phải tham gia cuộc chiến bất cứ lúc nào, và cũng có thể là các bạn điều dưỡng và bác sĩ á phải biết một chút về nguyên tắc của điều trị người lớn. Nguyên tắc của cái điều trị người lớn. Và lẽ đương nhiên là khi chúng ta tham gia điều trị người lớn á thì sẽ có một cái đội, thì trong đó chắc chắn là có sự bác sĩ người lớn. Thì bữa nay tôi chia sẻ những cái nét chính mà chúng ta cần lưu ý khi mà chúng ta tham gia điều trị. Cái bài mà chẩn đoán điều trị đó thì nó có trong cái hướng dẫn của bộ rồi. Tôi chỉ nói những cái nét chính rồi, và có khả năng là các bạn sẽ sử dụng cái nét đó để mà mình đi sâu vô những cái chi tiết thì mình tự đi ha. Sẵn đây thì có rất là đông, tôi nhắc luôn là bệnh viện mình cũng giống như tất cả những cái cơ quan khác, thì nó có quá nhiều cái đối tượng đi làm và nó tủa ra quá nhiều cái địa phương khác nhau, và trong đó có những người ở chung với những người mà mình không biết được ha. Ví dụ như là một bạn ở phòng trọ chung với nhau ha, và bạn đó đi đâu mình cũng không biết, rồi nhà mình nhiều người quá đi thăm chỗ này chỗ kia mình cũng không biết luôn. Thành ra chúng ta phải rất là cẩn thận, chứ không là tình hình là nó cứ vậy hoài ha. Bây giờ mình vô cái bài nha. Bây giờ chia sẻ với chúng ta biết á là cái tình hình hiện nay đó là rõ ràng nó tới giai đoạn này là giai đoạn quá tải điều trị ha, quá tải điều trị, mà cái đó thì không thể nào tránh khỏi được, không thể nào tránh khỏi được. Và cái tình hình như vậy đó thì số ca nặng, số ca tử vong nó sẽ tăng lên theo cái số số tuyệt đối, bởi vì nhiều người bệnh á thì sẽ có nhiều người tử vong. Nó cũng giống như những cái bệnh dịch khác thôi, không có cách nào khác, và điều này chắc chắn là khối điều trị của mình không muốn. Và để chia sẻ luôn cho các bạn á, là những cái người bệnh nhân tử vong này nè thì họ thường nằm dầm nằm về, có thể kéo dài tới cả tháng thì công chăm sóc á, mà thường thường là phải thở máy rồi ECMO thì nó tốn kém kinh khủng lắm đó. Thứ ba là hiện nay còn cái tình huống là mình tử vong trên đường chuyển hay là trước khi nhập viện tuyến trên, tình huống này nó xảy ra rất là nhiều. Tình huống này chủ yếu là do cái khâu theo dõi, cũng có thể từ nhà chuyển đi nó đã nặng, nhưng mà cũng có thể từ cái chỗ mà mình chuyển đi á mình phát hiện muộn quá ha. Và chúng ta tham gia điều trị á thì chúng ta có thể ở nhiều cái tầng khác nhau. Hiện nay đó, lúc trước là mình chia làm 4 tầng, nhưng mà bây giờ bắt đầu có khả năng là chia 5 tầng. Cái tầng đầu tiên á là cái tầng tại nhà hay tại cộng đồng. Cái tầng thứ hai á là cái khu điều trị bậc 1. Cái tầng thứ ba là khu mà điều trị quận huyện mà có oxy đó, rồi cái tầng thứ tư là cái khu hồi sức. Đó thì có thể là có cái tầng thứ năm nữa. Mai mốt là chúng ta cái tầng đáy ở dưới thì nó nhiều quá. Thì đây là thì chúng ta phải hiểu là cái những cái tầng này nè nó có chuẩn riêng của nó, và những cái tầng này nó phải liên kết với nhau rất là tốt. Thì nếu mà chúng ta tham gia điều trị như bệnh viện Củ Chi bây giờ đó, nó là vừa tầng giữa và tầng chót ha, tầng trên cùng và cái tầng thứ hai đó, và cũng có thể nó lẫn lộn vô một số bệnh nhân ở tầng thứ ba, và thậm chí là có bệnh nhân ở tầng thứ tư thứ năm nó cũng nằm trong đó luôn ha. Thì cái đó là chúng ta nhớ thực trạng nó vậy đó. Và mấy cái chỉ số chúng ta cần phải biết á nó rất là quan trọng. Hiện nay đó thì người ta nghiên cứu, người ta thấy là cái tỷ lệ mà bệnh nặng cần oxy á là khoảng 5%. À, người ta hình dung đi, một ngày mà thành phố Hồ Chí Minh có 4.000 ca mới thì 5% ha, 1.000 ca sẽ có 50 ca. 4.000 ca sẽ có 200 ca cần thở oxy trở lên. Thì mà cái oxy này nè, thông thường người ta tính á, là thở từ 3 tới 5 ngày nếu mà chúng ta cho thở sớm. Còn nếu chúng ta phát hiện trễ là nó đi vô cái máy luôn, mà cái máy đương nhiên là nó mất giường oxy. Chúng ta có thể hình dung được là nếu mình mở ra thì làm sao nó kịp ha. Thành ra cái khâu này nó rất là quan trọng. Thứ hai là cái thời gian ủ bệnh bây giờ đó là nó khoảng từ 2 tới 14 ngày, nhưng nó có xu hướng ngắn gần ha. Thì người ta nghiên cứu, người ta thấy Tổ chức Thế giới và CDC Mỹ thấy là đa số cái người mà tiếp xúc mà bị lây á
thì là 7 ngày đầu thế nào nó cũng lòi ra, trong vòng 7 ngày đầu nó lòi ra. À, hiếm khi nào mà có ông nào mà ông kéo hơn 7 ngày lắm. Tuy là cái thời gian bệnh có thể là 2 tới 14 ngày, nhưng mà lúc đó không phải là cái chủng Delta đó, thì có lúc nó tới 14 ngày nó mới tòi ra. Nhưng mà bây giờ nó thấy cái chủng Delta này á, cái mức độ xâm nhập của nó quá là nhanh đi, thành ra nó khoảng 7 ngày thôi. Cho nên Tổ chức Thế giới bây giờ mới chia ra là trong vòng 7 ngày mà không tòi ra nó coi chừng không phải, không có bị. À, nhưng mà nguyên tắc của mình cũng phải giữ làm sao cho 14 ngày. À, thì với cái lý thuyết này đó, thì hiện nay á, có một số nước á, người ta thay đổi cái cách để mà theo dõi F1. À, theo dõi F1. Ví dụ như là bệnh tiếp xúc cả chục ngày rồi mà sao nó không tòi ra, thì khả năng ông này không cần quản lý chặt. Đó. Thứ ba là cái thời gian chuyển nặng á, nó thường nhất á, là ngày thứ năm và ngày thứ tám, có khả năng tới ngày thứ ba. Nhưng mà cái 3, 5, 8 này nè, có điều rất là khó cho mình ở chỗ là mình không biết cái ông này ông bị ngày nào. Đúng không? Mình đâu biết ông này ông bị ngày nào. Nếu mà mình biết được là ông sốt thì cũng được đi. Có nhiều khi ông lúc đó ông chưa sốt. Có ông chưa sốt. À, thành ra mình không thể biết được ông bị ngày nào. Do đó hiện nay đó thì người ta cứ tính là cái lúc mà mình phát hiện F0 á, thì mình cộng thêm cho nó ra 4, 5, 7 ngày. Hoặc là bắt đầu có triệu chứng thì mình đọc 3, 5, 8 ngày. Thì thường thường á, là chúng ta phải theo dõi sát cái ngày thứ ba, ngày thứ năm, ngày thứ tám. Và thường thường là đa số là ngày thứ tám và ngày thứ 10 là nó hết. Ha, thứ tám và ngày thứ 10 nó hết. Cho nên sau này nó sẽ có những cái hướng dẫn là theo dõi sát từ ngày thứ ba, ngày năm, thứ tám. À, qua ngày thứ tám rồi thì có khả năng là rơi ra. Rồi ngày thứ thứ bảy á, ngày thứ bảy, thứ tám là sẽ xét nghiệm. Ngày thứ 10 là chuẩn bị cho về, mà thậm chí ngày thứ bảy, thứ tám mà xét nghiệm tốt á, cho về luôn. Thì chúng ta sẽ bàn sau. Và một cái không có thay đổi á, là vẫn là cái đối tượng nguy cơ, đó là trẻ béo phì, ha, bệnh nền và lớn tuổi. Đó. Thì cái số này để chúng ta thấy là mình phải biết tách ra để mình theo dõi khi mình làm việc trong một cái môi trường mà có rất là nhiều đối tượng khác nhau. Ha. Đó. Về xét nghiệm chẩn đoán thì nó có 3 4 cái xét nghiệm thôi ha. Thứ nhất, cái mình hay làm nhiều nhất á là real time PCR, real time PCR ở bệnh viện mình hay làm á. Cái thứ hai là cái máy expert, gene expert. Đó, thì cái này nó làm nhanh nhưng mà nó làm ít mẫu được lắm, làm ít mẫu lắm, cái máy nó cũng nhỏ nữa. Và cái máy này nó thuộc hệ thống lao, thì bệnh viện mình lúc có thì bây giờ nó cũng hư rồi. Và lẽ đương nhiên là cái sinh phẩm này đó nó sẽ dùng riêng, nó dùng riêng, cách chạy nó riêng, thành ra phần một thạch chủ yếu là làm cái rồi. Giải trình tự gen thì giải trình tự gen thì nguyên tắc là nó phải tốn hết 72 tiếng thì nó mới chạy hết cái đoạn gen đó của cái con virus để nó biết con này con là con chủng gì. À, thì cái này nó chỉ trong phòng nghiên cứu thôi. Cái của mình hiện nay nhiều nhất là real time PCR. À, mà real time PCR này đó thì cái giới hạn của nó là một máy chạy xong hết mẻ đó thì mới ra mẻ khác. À, cho nên mình chạy mình có mang mẫu về mà cái máy nó đang kẹt thì nó cũng không chạy được. Thành ra chúng ta nhất trí nhau là thế nào cũng phải chờ. À, nhưng điều may mắn là hiện nay sắp tới đây á, là mình có một cái máy là chạy được 1.000 mẫu, mà đặc biệt cái máy này á là có bỏ mẫu lẻ cho được. Ví dụ mình chạy 900 mẫu về thêm 100 nữa mình nhét vô nó vẫn chạy. À, khi nào đầy 100 mẫu thì thôi. À, nhưng mà nó vẫn chạy lẻ thì cái máy này nó sẽ giải quyết được cái chuyện là nó chạy cho mình thì lúc đó mình có những cái ca đặc biệt á. Đặc biệt á thì mình sẽ chạy nhanh hơn ha. Thí dụ thay vì là mình chờ hết cái mẻ đó thì mình nhét cái này vô chạy. À, thì cái máy Abbott thì nó rất là hiện đại cái chỗ đó. Và cái mình hay làm bây giờ đó đó là test nhanh kháng nguyên. À, test nhanh kháng nguyên đó. Test nhanh kháng nguyên này đó thì nó có những cái gút mắt của nó. À, gút mắt của nó khi mình nghe tới test nhanh á thì mình nó có nghĩ là độ nhạy cảm cao, nhưng mà không phải. Test nhanh mà độ nhạy cảm cao á là thường thường nó là test nhanh kháng thể chứ mà nó test nhanh kháng nguyên. À, và cái kháng nguyên này nó phụ thuộc vô gì, độ nhạy cao hay thấp á, nó lại phụ thuộc vô cái nồng độ virus của cái mẫu mình lấy ra.
À, cái nồng độ virus mình ngộ nó ra. Trong khi cái kháng thể thì nó phụ thuộc cái nồng độ trong máu là nhiều. À, khi nói kháng thể là phải lấy trong máu. Cái mà test kháng thể ở vùng hồng họng rất là hiếm làm. À, cho nên mình thấy là cái test nhanh kháng nguyên của mình này nè, nghe test nhanh nhưng mà nó lại độ đặc hiệu cao chứ không phải là độ nhạy cảm cao. Đó. Khi mình nói tới độ đặc hiệu cao là mình lo mình đi kiếm cái thằng Dương cho nó nhanh, chứ không phải là mình đi tìm cái thằng này nó không bệnh cho nhanh. À, chúng ta nhớ là cái test nhanh kháng nguyên này nè, nguyên tắc của nó như vậy để mình hiểu là cái test nhanh kháng nguyên này nè là tìm cái thằng đang bệnh nó nhanh, chứ không phải là thằng này âm thì không bệnh. Tại vì cái mẫu cái độ nhạy cảm của nó có những lúc nó xuống còn có bốn mấy 50% thôi. À, có lúc hay hay thì nó lên được 80 mấy%. Nhưng đa số những cái test nhanh mà của hãng lớn á thì cái độ đặc hiệu rất là cao. À, và cái yếu tố này nó phụ thuộc vô cái gì? Nó phụ thuộc vô nồng độ của con virus ở cái vùng hồng họng của mình á. Chúng ta biết là nguyên tắc của con virus á ở vùng hồng họng á, nó sẽ thay đổi theo cái hình parabol từ lúc mình mắc bệnh. Từ lúc mắc bệnh thì nó sẽ đi lên. Đi lên tới cái lúc mà toàn phát, nó đi ngang một chút. Sau đó lùi bệnh nó sẽ giảm xuống ha. Thì cái test nhanh kháng nguyên ở hai cái góc dưới này đó nó có khả năng âm tính. Nhưng nếu mà nó lấy được ở cái chỗ mà cái đỉnh cao của parabol hoặc cái chỗ vọt lên á thì nó sẽ dương tính. Cho nên khi mình làm test nhanh kháng nguyên mình phải hiểu là nó âm tính có khả năng là bắt đầu nó mới bệnh mà nó chưa lên, hoặc là nó sắp hết rồi ha, sắp hết rồi đó. Còn riêng cái PCR thì người ta thường nói CT. À, CT. CT là cái gì? Nguyên tắc của PCR đó thì người ta bỏ vô nó có những cái chu kỳ nó chạy á, từng chu kỳ chu kỳ chu kỳ, thì nếu trong đó cái nồng độ virus nó cao thì nó chỉ cần chạy ít chu kỳ thôi là mình đã thấy nó dương tính rồi. À, đã thấy nó dương tính rồi. Thì nếu như vậy chúng ta thấy là gì? CT càng nhỏ thì dương tính càng cao, virus càng nhiều. Tương đương như vậy, test nhanh cũng vậy, CT càng nhỏ nghĩa là nồng độ virus rất là cao, thành ra test nhanh nó dễ dương tính hơn. Cho nên nếu mình thấy test nhanh dương tính là mình lo mình chạy, bởi vì CT nó thấp thì nó sẽ tan lây nhiều, tùy thuộc cái nồng độ đó. Và người ta cũng nghiên cứu là nếu CT mà trên 30 thì rất là khó lây, và trên 33 gần như là không có lây. Đó, thành ra người ta dựa tất cả những nguyên tắc này và cho tới hiện nay người ta nghiên cứu thì người ta thấy là nếu tới ngày thứ 8 của bệnh á, thì bắt đầu CT nó giảm xuống, và tới ngày thứ 10 gần như là CT nó không giảm tới mức mà không lây được. Bởi vì con virus này đó nó bắt đầu giống như con virus ở người rồi, nó sắp thành cái con human corona rồi, chứ đâu phải là cái con hoang dại hồi xưa nữa sau cái chủng Delta này nè. Cho nên hiện nay cái quan niệm điều trị và quan niệm cách ly của thế giới á, nó thay đổi rất là nhiều. Còn Việt Nam của mình thì lúc nào cũng sẽ làm chặt hơn. À, nhưng theo tôi biết thì sắp tới đây á, nó rất là thay đổi. À, tôi cũng đi họp nhiều lần, có nghĩa là Sở Y tế muốn thỏa thuận với Bộ Y tế là phải cho tụi tôi làm sao giảm tải bằng hai cái cách đó, hoặc là tại nhà hoặc là cho về sớm. Tuy nhiên cái này nó còn bàn cãi rất là nhiều. À, nói tóm lại, khi chúng ta tham gia ra một cái môi trường đi làm xét nghiệm hoặc là chúng ta bắt đầu tham gia điều trị thì chúng ta phải hiểu nguyên tắc của real time PCR là sao, CT là sao và vai trò của test nhanh là sao. Cho nên thỉnh thoảng chúng ta thấy trong cái khoa mình hay là mình nghe được trong những cái khoa khác là tại sao phải có người làm test nhanh, sau có người là làm test PCR gộp, sau có người lại làm test PCR đơn. Bởi vì sao? Nếu chúng ta làm PCR gộp càng gộp nhiều thì khi dương tính càng mệt. Là tại mình gộp 5 thì phải làm lại 5 mẫu đơn, mình gộp 10 thì phải làm 10 mẫu đơn, mình gộp 15 thì phải làm lại 15 mẫu đơn. Tuy nhiên có những lúc mình gộp lại 15 mà mình thấy làm mẫu đơn lâu quá thì mình sẽ dùng test nhanh để mình xỉa vô ha. Hoặc là một tình huống đó mình muốn cách ly người đó ra để cần phải giải quyết về phẫu thuật hay là giải quyết một xâm lấn gì đó có thể lây lan nhiều, mà mình chờ PCR lâu quá ảnh hưởng tới tính mạng bệnh nhân thì mình bắt đầu mình làm test nhanh đó. Cho nên trong cái chiến lược của ban chỉ đạo đó, nó có những lúc mình làm test nhanh, có những lúc làm PCR, thì các bạn phải hiểu cái nguyên tắc của nó để mình hợp tác mình làm ha. Test nhanh nếu mình làm đơn thì nó rẻ hơn PCR đơn,
Nhưng nếu test nhanh so với PCR gộp thì PCR gộp rẻ hơn rất là nhiều. À, cho nên có những lúc chúng ta phải gộp 5 và thậm chí ta gộp 10. Ở ngoài thị trường ta gộp 15. À, và mới đây thì cái test nhanh này nè, ở nước khác thì người ta không gộp. Có những nước thì cho gộp đôi, thì nó phải thông báo trước để gộp đôi. Có những nước không cho gộp. Nhưng mà Việt Nam mình á thì lại gộp mấy? Có khi gộp 3, gộp nhanh, gộp 5. Nhưng mà chúng ta biết á là cái nguyên tắc của cái test nhanh này nè, thì cái dung dịch trong đó rất là quan trọng. Cái dung dịch mà chúng ta nhiễu vô trước khi làm á, có nghĩa là chúng ta bỏ cái dung dịch mà cái dung môi của nó đó, à, vô cái ống đó, nó rất là quan trọng. Tại vì mình bỏ nên phải tới cái vạch, à, cũng phải 30 giọt tùy loại. Nhưng nếu mình bỏ ít quá nó không chính xác, mà mình nhỏ ít quá mà mình lại cắm nhiều que quá, cuối cùng không còn miếng nước nào để nhỏ hết. Nó có miếng nước nào nó hút vô hết rồi, vắt rồi mà là mình là không có vắt cái que đó nữa. À, cho nên mình phải kéo lên vắt nước ra, xong rồi mình mới nhỏ, có mới đủ nhỏ cái nước đó mà làm. Thành ra nhiều khi các bạn làm test nhanh xong một hồi nó khô queo à, lấy cái nước gì đâu mà nhỏ. Thành ra nếu mình làm test gộp, mẫu gộp á, là phải tính toán mấy cái này, à, chứ không mà lấy đi nó lại mệt lắm. Ủa sao nó không nhảy vậy? Tới tới rồi tới nữa. Rồi, bây giờ á, hiện nay đó thì trong điều trị COVID thì cái phân loại mức độ lâm sàng nó cực kỳ quan trọng. À, cực kỳ quan trọng. Tại vì những cái mức độ lâm sàng này nè, có những lúc can thiệp khác nhau rất là nhiều. À, thì thường thường nó chia làm 4 mức. Mức thứ nhất á, là không có triệu chứng gì hết. Không có triệu chứng gì hết. Thì người ta tính toán nó khoảng từ 60-80%. Hiện nay cái khối này rất là rắc rối. Vô múa không à, ha. Tôi được biết đó là vô trong cái khu mà cách ly đó là nó múa bụng, nó múa gì đó, nó làm luôn một cái chương trình thầy thiên luôn, có nghĩa là người đóng vai Tam Tạng, người đóng vai như Bắc Giới gì đó, ha. Và cái clip đó được đưa ra ngoài luôn, thì cái số này có thể mai mốt chúng ta sẽ tính toán là cách ly ở đâu, ha. Mức độ thứ hai là mức độ giống như cảm cúm thông thường, cảm cúm thông thường. Chỉ là viêm hô hấp kép trên thôi và nó cũng rất là tự hết. Và chúng ta nhớ là tất cả các triệu chứng này nè, sốt, kha, ho, đau họng gì đó, bây giờ nó cũng y chang như là cái ông mà cúm thông thường thôi, nó gọi là cảm lạnh á, human corona gọi là cảm lạnh á. Và một điều thú vị là lúc đầu thì chúng ta nghĩ là cái mất khứu giác và vị giác á thì nó rất là điển hình. Tuy nhiên hiện nay cái triệu chứng đó nó giảm hơn rất là nhiều. Cho nên nếu mình nói triệu chứng đặc hiệu á thì nó chỉ có tính đặc hiệu thôi, nó cũng có thể nó có nhạy cảm nhưng mà nó cũng không có đặc hiệu bao nhiêu. Và tôi mới nhất á, tôi được gặp một cái ca đó là vô trong FV, à, được báo là vô trong FV, thì triệu chứng chứng của ông này đó, ông sốt, ho, sổ mũi, mất khứu giác, mất vị giác, thở mệt luôn, thì nó test ra đó thì nó ra là human corona. Nhưng mà bởi vì nó human corona mà nó cộng thêm mất khứu giác, cụ giác, vị giác thì nó chuyển đi đâu không ai nhận cái đó. Nó ủa cái này sao kỳ vậy? Nhưng mà cuối cùng có một bệnh viện ta hiểu, người ta nhận. À, tại vì người ta thấy mất khứu giác, cụ giác ta quy như vậy. Nhưng mà rõ ràng có khả năng là human corona hồi xưa giờ nó vậy mà mình không biết. Bây giờ nó bị nhiều quá mình mới biết. À, thành ra cái triệu chứng viêm hấp trên này nè, nó y chang như là cái bệnh lý khác. Cho nên cái khâu sàng lọc của mình ở ngoài đó, có khả năng mình sẽ bỏ sót những cái em mà viêm hấp trên cấp cộng với cái nhà nó có 2-3 người bị, à, cho tới hiện nay nguồn lây cả nhà gần như là chiếm hết 80-90% rồi. Nếu một đứa bị là cả nhà bị, có điều là bị trước hay bị sau thôi, à, thành ra cái yếu tố cluster khi mà mình tham gia sàng lọc ở dưới á nó rất là quan trọng, à, tại vì nó ở vô cái mức độ nhẹ mà đó. Và những cái người này thì người ta đánh giá người này thế nào là viêm hấp trên hay là có viêm phổi, thì người ta sẽ dựa vào các dấu hiệu mà có thiếu oxy không. Nếu những người này không có dấu hiệu thiếu oxy, à, nhịp thở của nó không không có nhanh hơn 20 lần phút, SpO2 lúc nào cũng trên 96%, thì nhóm này gọi là nhóm mức độ nhẹ thuộc về viêm hấp trên. À, nhóm thứ ba là mức độ vừa, là bắt đầu SpO2 nó có xuống nhưng mà nó có 93%, X-quang nó có thay đổi.
à, rồi nhịp thở, rồi viêm phổi. Mức độ nặng thì đương nhiên chúng ta biết rồi, à, SpO2 nó chính dưới 93%. Và chúng ta biết là cái mức độ mà từ nhẹ qua tới vừa này nè, có khả năng chúng ta không biết, bởi vì cái dấu hiệu lâm sàng nó rất là tế nhị. À, đếm nhịp thở thì không có thời giờ đứng đếm, dạy cho người nhà đếm thì có thể không chính xác. À, SpO2 thì có thì mới đo, nhưng vì không có không đo. Cho nên cái tình hình hiện nay mà sau khi biết được á, mình nói người ta đột tử á, thì cuối cùng coi lại cái tỷ lệ đột tử do tắc mạch nó rất là thấp, mà do có những người người ta ngồi nói chuyện bình thường hơi mệt một chút thôi, nhưng mà đó PO2 còn 30%, à đó, tế nhị cái chỗ đó đó. À, rồi lẽ đương nhiên khi mà nó rõ ra rồi thì mình không có can thiệp kịp thì cuối cùng là tử vong. À, đó. Riêng con nít á thì bây giờ nó thêm vô một cái hội chứng, ha, hội chứng mà giống như là Kawasaki gì đó nha. Thì cái này thì thường thường nó ở giai đoạn sau, ha, ở giai đoạn sau của cái COVID này, bởi vì nó là phản ứng viêm. Thì cái này các bạn có thể đọc được, nó giống như là ban là sung huyết lòng bàn tay bàn chân giống như đó. Rồi có lúc nó cũng sốc nhưng mà nó ra rất là nhanh, ha, nó tổn thương màng ngoài tim, tổn thương cơ tim đó. Rồi xét nghiệm nó có một cái rối loạn về đông máu. Đặc biệt chúng ta nhớ nha, trong cái rối loạn đông máu liên quan tới COVID và cũng liên quan tới phản ứng sau chích ngừa, thì đặc biệt của nó là phải có DDME rất là cao. Nếu mình thử máu ra mình thấy DDME không cao, đó có chứ không phải, đó cái khác rồi ha. Bầm da bầm giết gì đó, đau nhức chân sao đó, thì DDME nó phải cao thì nó mới đủ sức để mà làm đông máu tắc mạch. Đó. Thì bây giờ phân tuyến điều trị á, chúng ta nhớ nha, hiện trạng hiện nay đó là nó cũng rất giống cái tình trạng mà tay chân miệng mà giai đoạn đông thì là đông á. Cái chỗ mà vừa chữa bệnh nặng mà vừa coi bệnh nhẹ luôn thì thế nào cũng chết. Tại vì ông nặng ông nhẹ ông trộn với nhau, mình không có thời giờ theo dõi nha. Cho nên mình phải biết phân tuyến theo cái yếu tố nguy cơ và phân vùng theo dõi theo yếu tố nguy cơ. Cho tới hiện nay cái tỷ lệ mà ngoài yếu tố nguy cơ trở nặng nó rất là thấp. Đó là những ca hiếm thôi, những ca lẻ tẻ thôi. Còn tính trên tổng quan bây giờ nó vẫn là yếu tố nguy cơ. Cho nên Bộ Y tế mới nói là phải phân yếu tố nguy cơ ngay từ khi biết người ta là F0 để mình có một kế hoạch theo dõi, chứ không phải là mình vô đó mình mới tính. À, thì cái này chúng ta nhớ. Yếu tố nguy cơ thì hồi nãy tôi nhắc rồi, người trẻ mà dư cân tới mức béo phì, à, người có bệnh nền mà đặc biệt là bệnh nền mà chưa có điều trị ổn định, thứ ba là người trên 65 tuổi. À, người trên 65 tuổi. Bây giờ mình theo dõi đối tượng nguy cơ là như thế nào, à, điều này rất là quan trọng. Số 1 là cái kiểu thở, à, cái kiểu thở của họ. Nếu mà họ thở nhanh thì lẽ đương nhiên là đúng rồi. À, thứ hai là có thể là phải đo SpO2. Thì hiện nay có một số đồng nghiệp của mình á, người ta treo trong phòng cái người đối tượng nguy cơ á, là một cái máy SpO2. Nếu mà sợ nó mất á thì cột vô nha, thì tới giờ cái người đó tới kẹp, à, tới đó mà kẹp mà coi chỉ cho người ta. À, thứ hai là có khả năng là chúng ta để cho bệnh nhân hạ đường huyết tới chết. Và chúng ta nhớ là những cái người này nè, đặc biệt là khi họ giảm vị giác khứu giác thì họ rất khó ăn uống, ngoài cái chuyện là khi người ta bệnh xong người ta biến ăn rồi, thì ăn bây giờ ví dụ mình đi mình ăn mà mình không có cảm giác ăn nó ra cái mùi gì mà cũng không biết là nếm nó ra cái vị gì thì người ta rất là chán ăn, và lúc đó có thể khả năng sẽ hạ đường huyết ha. Và nữa tiếp theo là dinh dưỡng ha. Và có một số bệnh nhân mình không chú ý tới lượng nhập vô ha, uống làm sao ăn làm sao không biết, cuối cùng người ta thiếu nước đó. Và chúng ta nhớ là cái yếu tố tâm trạng của bệnh nhân á nó rất là quan trọng hiện nay ha, rất là quan trọng hiện nay. Nếu bình thường cái bệnh nhân đó nóng ho sổ mũi thì không bao giờ người ta lo lắng. À, bình thường bệnh nhân đó sốt đùng đùng, sốt lạnh run, người ta không bao giờ lo lắng. Nhưng nếu chỉ cần biết người ta là F0 thì cái mức độ lo lắng nó sẽ tăng lên rất là dữ. Cái này tổ chức thế giới nói rồi, CDC cũng nói rồi. À, bình thường có cảm cỡ nào đi nữa
mà không phải mùa Covid, không bao giờ lo hết. Cứ thế mà uống thuốc, cứ thế mà uống nước, cứ thế mà nghỉ ngơi. Nhưng khi mà nghi là mình F0, tự nhiên mình thấy sốt nhẹ thôi, mình sẽ tưởng tượng lên, người ta sẽ tưởng tượng lên là chết mồ rồi, sắp sửa nặng rồi. À, hoặc là sốt tại sao uống thuốc không hết, là sắp chuyển nặng rồi. À, tại sao không ăn uống được là sắp chuyển nặng rồi. Cho nên Tổ chức Thế giới và CDC nói là cái mức độ lo lắng này có thể làm cho người ta khó thở trong khi người ta chưa tổn thương phổi gì hết. À, chưa tổn thương hết. Cho nên nếu mình thấy bệnh nhân khó thở đó, cái này khó chịu đó, là mình phải trấn an và chỉ cho người ta cái cách, và mình giải thích người ta biết là cái tổn thương phổi của người ta như thế nào. Cái này là cái lúc này, lúc giờ do lo lắng, để trấn an bệnh nhân, để bệnh nhân trầm tĩnh trở lại, thì cái cơn khó thở này có thể hết. Thì ví dụ như là mình tìm dấu hiệu như thế nào? Khó thở là sao? Tự nhiên cái ông này mấy bữa trước á, ông nằm thở được, bây giờ ông ngồi mới thở. Nha. Hoặc là ông đang ngồi ngửa, bữa mọi khi ông ngồi ngửa không sao đó, tự nhiên bây giờ ông ngồi ngửa được, ông ngồi thẳng thôi. Nha. Ngồi thẳng lên. Thì đây là những dấu hiệu rất là tế nhị, có khả năng bệnh nhân khó thở. Còn nếu bệnh nhân la toáng lên á, là coi chừng không phải khó thở. Tại vì cái này nó không có ảnh hưởng tới 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 cái nhận biết đâu. Thì thành ra mình có hai thái cực ha. Mình thấy người ta ngồi chơi, nói chuyện bình thường, nghe điện thoại bình thường, nhưng mình không tế nhị nhìn cái tư thế ngồi của người ta thay đổi, có thể mình sẽ bỏ sót. Cái này tôi gặp rồi, chính người thân của tôi luôn ha. Cái chị đó cùng với là một người người cháu ở nhà bệnh hết luôn, khu ở khu Trần Đạo đó, nhà 6 người bị hết 5 người, có một người ông cố là không bị thôi, quý ông có bị không biết. Thì lúc đó đi vô bệnh viện á, là hai vợ chồng, đứa con trai con dâu và đứa cháu nội ở một nơi, người dì, người người mẹ và người chị, người cháu á ở một nơi. Thì cái đứa con nó nói là ủa sao kỳ quá Dượng ơi, con mới vừa gọi điện thoại cho mẹ con vẫn nói chuyện được, nhưng mà người ta lại bóc mẹ con kỳ phong thạch rồi. À, người ta bóc ngon mà mẹ con, cho nên mình đừng có nghĩ là người ta nói chuyện được, người ta không không là người ta không có mệt. À, đặc biệt là những người có yếu tố nguy cơ thì mình phải để ý cái dấu hiệu này. À, lúc đó chỉ cần mình đo SpO2 thôi, SpO2 thôi thì chắc chắn là mình sẽ phát hiện ra. Còn nếu mình để người ta tím luôn là coi như là trong phim. Và chúng ta nhớ là những ngày ngày đa số là yếu tố nguy cơ hết. À, thì cái chị là cái bà chị này của tôi á, bà chị vợ là bà 66 tuổi. À, rất là bình thường. Trong khi đó cái đứa cháu gái nó nằm ở đó, nó than mệt tối ngày luôn. Nhưng mà nó ủa sao tự nhiên không bóc cái đứa đó đi mà nó bóc cái bà này đi. Tại vì bà này mới bình tĩnh hơn, bà không có lo lắng nhưng mà rõ ràng bà khó thở thiệt. Còn cái cô kia thì quá lo lắng, lúc nào cũng than mệt hết. Nhưng mà cố nhìn cô đó là SpO2 là bình thường. À, thành ra chúng ta chú ý rất là quan trọng cái dấu hiệu này, cho tới hiện nay là mình hay bỏ sót lắm. À, còn nếu mà nó tím tái thì không nói gì rồi. À, hoặc là người đó đau tức ngực thường xuyên, hay là đau càng ngày càng nhiều, hoặc là họ không tỉnh táo nữa, họ lơ mơ, thì tất cả dấu hiệu này chúng ta phải đánh giá lại bằng SpO2. À, đánh giá bằng SpO2. Cái tình huống tiếp theo á là nếu mình thấy bệnh nhân có triệu chứng đó ha, mà mình không giải thích được, mình cũng không chuyển đi đâu được, không có oxy để thở, thì mình bắt người ta tập thở. Ha, bắt người ta tập thở. Ví dụ mình nghi ngờ người này á là khó thở thiệt, hay là cái người này là do tâm lý, ha, thì cái hướng dẫn này cũng chính là do Tổ chức Thế giới chỉ luôn. Ha, có nghĩa là khi người ta nằm ngửa mà người ta vẫn còn được á, thì bắt người ta nằm ngửa mà thở bụng, có nghĩa là hít vô bằng mũi, hít cho tới khi nào cái bụng mình nó phình lên. À, và thở ra bằng miệng, mà thở như là thổi sáo vậy đó, thổi ra bằng miệng cho tới cái bụng mình xẹp xuống. À, tập trung vô cái trí tuệ của mình, à vô cái nhịp thở của mình cứ làm 15 tới 20 nhịp đó, đúng y chang yoga luôn. Có nghĩa là mình thở như vậy đó để cho cái nỗi lo lắng á nó sẽ mất đi. Hoặc là mình khó thở thiệt nhưng mà khi mình thở như vậy á thì nó sẽ huy động hết tất cả những cái, nó sẽ huy động hết tất cả những cái thành phần của phổi ở dưới á để cho nó trao đổi oxy tốt hơn. À, trao đổi oxy tốt hơn đó. Nếu mà người ta vẫn khó thở mà chưa có oxy thì chúng ta kêu bệnh nhân chồm lên phía trước. À, có nghĩa là ngồi á, mà ngồi mà chồm người lên phía trước, tiếp tục thở như vậy
ha, thì nó sẽ giảm xuống từ từ. Còn trường hợp không được nữa mà không có oxy nữa, bắt đầu kêu người ta nằm sấp. Thì cái động tác này nó rất là quan trọng. Cũng có thể là mình đã giải quyết được một số người ha, mà do lo lắng mà ra. Và cái này sau này người ta muốn là dạy cho tất cả F0 luôn, chứ không phải là F0 mà khi có vấn đề. Khi mình dạy cho tất cả F0 như vậy đó thì tự nhiên cái nỗi lo lắng nó mất. Đó, thì hiện nay cái cách thở này gần như là quyết định rất là nhiều nơi ở trên thế giới. Ha. Rồi có một cái nữa, trong thời gian chờ đợi á, mà rõ ràng là bệnh nhân nó mệt thiệt á, là mình phải nằm theo nhiều tư thế khác nhau, lúc nào cũng phải đầu cao dần 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 lên ha, cho nó mức ngồi mà ngồi cổ xuống dưới. Chứ mình đừng có để bệnh nhân tự nhiên nằm nằm, tại người ta mệt quá có thể người ta nằm ngửa luôn, mà mình không kê kê cái lưng người ta lên thì không thể nào mà có đủ sức để mà nó trao đổi oxy hết. Thì cho nên cuối cùng á, đa số các trường hợp á, là mình cứ để đó, mình nhìn thấy bệnh nhân nói chuyện được, nhưng mà cuối cùng SpO2 nó còn 30% thôi. Khi mà đi đi chuyển đi nó dòng nó sắc nữa, thêm lo lắng nữa, người ta ngưng thở lúc lúc gần tới luôn. Thì cái này chúng ta nhớ là trong quá trình mình làm á, tôi cũng có lấy được mấy clip tôi đưa lên mạng hết rồi nha. Thì bây giờ thêm một cái nữa chúng ta phải biết, mà chúng ta nếu không biết cái này đó là có thể chúng ta sẽ bị bệnh nhân hỏi, bệnh nhân đòi. Hiện nay trên mạng nó có đưa ra là corticoid toàn thân, kêu người nhà mua cái này để dành. Kêu người nhà mua cái này để dành. Thì trong khuyến cáo là không có sử dụng corticoid toàn thân khi có viêm hô hấp trên đơn thuần. Không có sử dụng này. Chỉ có mức độ vừa mức độ nặng, hoặc là nó là cái hội chứng mà rối loạn hội chứng viêm hệ thống ở trẻ em á thì mình mới dùng thôi nha. Cho nên nếu các bạn tham gia trong điều trị COVID mà được người khác hỏi thì phải tránh cái này. Chứ còn nếu mà viêm hấp trên uống vô là phiền thêm. Đó, có nhiều người thì vẽ ra là mua cái này để dành, rồi mua chloroquine để dành, rồi mua kháng sinh để dành, rồi mai mốt là mua xuyên tâm liên để dành nữa. Chúng ta chú ý cái này nha, chúng ta chú ý cái này. Nếu mà viêm hấp trên thì chưa cần can thiệp gì đâu, nhưng nếu nó có mức độ vừa và mức độ nặng là mình phải can thiệp. Thường thường người ta dùng đường uống là nhiều. Ưu tiên là người ta nói là dexamethasone, tại dexamethasone là cái thuốc mà người ta nghiên cứu, người ta lấy ra nghiên cứu ngay từ đầu. Của cái này cũng của anh nghiên cứu. Thì tới nay nó hiện nó rất là hiệu quả. Thì cái liều này chúng ta phải nhớ, chúng ta phải nhớ, tại vì trong lâm sàng chúng ta chắc chắn là có điều trị bệnh bệnh xém nặng. Đó. Rồi có thể tiêm tĩnh mạch mà cũng có thể uống. Thứ hai là phòng ngừa rối loạn đông máu. Người đó máu. Nếu mà có rối loạn đông máu thì sẽ làm cái tổn thương phổi nặng hơn rất là nhiều. Tổn thương nặng hơn rất là nhiều. Thì thường thường á, người ta tính toán ra nó có những cái chỉ định rất là rõ ha, cũng là vừa mới nặng thôi. Hoặc là nguy kịch thôi, thì người ta cũng có cái liều rất là rõ dành cho người lớn, dành cho trẻ em ha, rồi theo dõi như thế nào. Thì cái thuốc này nè, Exnoxaparin này nè, thì nó rất là dễ mua. Cái dạng viên của nó cũng dễ mua lắm. Thành ra mình tính toán để mình giúp bệnh nhân trong cái thời gian, ví dụ mình thấy một cái ca mà mình nghĩ nó là nặng mà nó chưa nguy kịch thì mình phải chỉ định cái này. Chứ nếu không, mình ghi trong hồ sơ đầy đủ hết nhưng mà mình không chỉ định cái này, mình chuyển lên tuyến trên là có chuyện bị la. Thì trẻ em thì nó cũng có cái hướng dẫn của nó, nhưng mà điều may mắn hiện nay đó là trẻ em rất là ít bị cái này. Bây giờ một cái công việc mình phải làm nữa là mình phải làm sao cho bệnh nhân xuất viện sớm. Xuất viện sớm để mà trở về nhà. Chứ mà nếu mình giữ hoài làm có được. Thì cái hướng dẫn mới nhất mà đang deal với lại Hà Nội á, Thành phố Hồ Chí Minh muốn là lúc đầu thì nói 8 ngày đi thử, nhưng mà hôm qua tôi mới họp với Sở Y tế á, nói trong vòng 7 ngày mà anh làm được cái gì thì anh làm. Trong vòng 7 ngày là ngày nào, tính từ cái lúc mà đi vô khu cách ly, ngoại trừ trường hợp mình chứng minh được ông này mấy trước bữa bữa trước ông bị mấy ngày ở nhà rồi đó, ví dụ F0 á, F0 mấy ngày rồi đó, kéo cái dài lên thì chúng ta nên làm cái xét nghiệm PCR. Thì lúc đó khi chúng ta làm cái PCR thì nếu dương thì chúng ta phải xin cái CT nha, chúng ta xin CT. Nếu mà 7 ngày mà nó âm hoặc là CT nó cao thì 2 ngày sau hay là 1 ngày sau mình làm test nhanh
mà test nhanh âm tính xuất viện luôn, xuất viện luôn. Ừ. Thì thường thường nó loanh quanh vào khoảng ngày 9, ngày 10. Nếu mà mình làm PCR này thì tôi có bàn với lại bữa trước tôi hôm qua đó tôi họp trên sở, tôi cái bàn có lúc đó có anh Bỉnh, anh Thượng, anh Giang, đó là bây giờ mình phải dành riêng cái máy của cái ông PCR này nè. Một một ngày nó chừng có 1.000, 2.000, 3.000 mẫu, 4.000 mẫu là cùng thôi. Nó chạy ra một cái mình thấy được cái này là ngày mai mình giải quyết cho bệnh nhân đi về. À, thành ra nó giải áp bớt. Đó. Giải áp bớt. Đó. Còn về nhà thì làm gì? Về nhà nó sẽ có một cái hướng dẫn riêng ở nhà. À, hướng dẫn riêng ở nhà thì cái đó thì tôi cũng có soạn rồi, gửi qua cho HCDC rồi. Thì hiện nay cái bác sĩ mà bác sĩ phòng bác sĩ phòng mà chữa trưởng khoa nhiễm nhiệt đới á, lại bị điều qua bên HCDC để lo cái khoản là theo dõi, viết phát đồ chăm sóc cái bệnh nhân mà về nhà sớm. À. Rồi mới đây nữa là ở nhà chờ. Bây giờ có hai cái nhóm là ở nhà chờ và về nhà sớm, thì mình sẽ phân ra như thế nào. Đó. Còn tin tức mới nhất á, chiến lược điều trị hiện nay đó là sẽ giao về cho Ủy ban nhân quận kiếm cái chỗ nào đó để giữ những cái F0 mà rất là nhẹ. Đó, có thể kiếm trường học, có thể kiếm nhà văn hóa cái gì đó để mà giải quyết cái này. Mà đúng là bệnh nhân á mà không có nguy cơ, người ta ở gần nhà người ta đỡ lo hơn ha. Thì đó là những cái mà tôi chỉ tóm tắt lại cho các bạn hiểu nhanh ha. Và những cái mình cần nắm, còn cái chi tiết trong phát đồ á thì nó rất là khó, rất là dài. Nói tóm lại, công việc của mình mai mốt mình ra chiến trường mình làm cái gì? Thứ nhất phải hiểu nguyên tắc cho tới hiện nay nó nặng là ngày thứ 5, thứ 8, tới yếm lắm mới có ngày thứ 3. Nguyên tắc thứ hai là qua ngày thứ 8 đa số là nó ổn định, đa số là nó ổn định. Đó. Thứ hai là cho tới hiện nay thì cái đối tượng nguy cơ vẫn là người béo, người dư cân tới mức béo phì, có bệnh nền mà chữa không ổn định nổi, là trên 65 tuổi. Thứ ba, thứ ba là gì? Thứ ba là gì? Chúng ta phải phân loại người nhà, người bệnh nhân ngay từ khi mình nhận bệnh để mình lên chiến lược theo dõi. Ông này là F0 mà không có nguy cơ thì cái ông này nè là vấn đề dinh dưỡng, vệ sinh và tâm lý là quan trọng. À, tâm lý là quan trọng. Cái ông mà có nhiều yếu tố nguy cơ thì cái ông này phải theo dõi sát, theo dõi sát để mà mình biết là coi chừng ổng sẽ chuyển sang cái nhóm cần oxy. Và cái nhóm cần oxy đó là khoảng 5%. À. Khi người ta cần oxy thì mình đưa ra một cái kế hoạch để mình theo dõi cái gì? Theo dõi cái kiểu thở của người ta. Đừng có chờ người ta than mệt hay người ta nói chuyện không nổi. Mà cái cách theo dõi đó hồi nãy mình tôi cũng hướng dẫn rồi. À. Rồi tập thở cho người ta, tập thở cho cả những người F0 và những người mà không phải F0. Và cái quan trọng nhất là SpO2, nhịp thở, để mà mình chuyển đi. Trong thời gian mình xác người ta là nặng thì phải tính toán tới chuyện phòng ngừa dexamethasone, là phòng ngừa đông máu. Thì rồi sau đó là mình sẽ tính toán tới cái việc là xuất viện như thế nào. Rồi. À, xin chào các anh chị. À, thì hôm nay anh Khanh đã nói một phần rất là quan trọng trong cái vấn đề chẩn đoán và xử trí cái COVID chung ở trẻ em và người lớn. Thì hôm nay thì mình sẽ báo cáo tiếp cái phần về xử trí COVID nặng ở trẻ em, thì thực tế nó cũng khá giống người lớn. Thì nội dung thì chắc có lẽ là chúng ta sẽ đọc thật là kỹ trong cái bài. Còn trong cái bài trình bày hôm nay do thời gian có hạn, cho nên là chúng ta sẽ nắm những cái nguyên tắc chính để chúng ta biết cách xử trí. Thì các bạn đã thấy đó, thì vào ngày 14 tháng 7 2021 thì Bộ Y tế chúng ta đã cho ra cái vạch son cái phiên bản lần thứ 5 trong cái hướng dẫn chẩn đoán và xử trí điều trị COVID. Và phiên bản này thì đã ghi rất là rõ những cái nét chính trong cái vấn đề xử trí. Thì các bạn nhớ đọc thêm để tham khảo. Ủa, sao không chạy em? Rồi, okay. Rồi, đối với COVID, trẻ em thì cũng giống như người lớn, không có gì khác. Ngoài cái nhóm mà không triệu chứng thì nó sẽ chia ra làm 4 mức độ. Mức độ nhẹ vẫn là cái viêm đường hấp trên thôi. Mức độ vừa tức là trung bình đó, là bắt đầu bệnh nhân có viêm phổi. Mức độ nặng là bắt đầu bệnh nhân có viêm phổi nặng hoặc là có nhiễm trùng huyết hoặc là có hội chứng viêm đa hệ thống mà chưa có biến chứng. Và cái nhóm cuối cùng đó là nhóm nguy kịch,
đó là hội chứng AIDS, sốc nhiễm khuẩn, bệnh nhân có tình trạng suy đa cơ quan hoặc hội chứng viêm đa hệ thống mà nó có biến chứng. Thì những cái tiêu chuẩn thì nãy anh Khanh đã nhắc cho các bạn rồi. Thì chúng ta thấy rằng viêm hấp trên thì chủ yếu là bệnh nhân không có, chỉ có các triệu chứng thông thường ví dụ sốt, ho, ngạt mũi vân vân, và đặc biệt là nó không có cái dấu hiệu của thiếu oxy. Đối với viêm phổi thì các bạn sẽ thấy ở trẻ em thì chúng ta nó sẽ có căn cứ trên nhịp thở là thở nhanh. Tuy nhiên đối với trẻ lớn và người lớn thì các bạn nhớ cái mức mà thở nhanh của họ chỉ là 20 lần thôi. Tức là trẻ mà từ 12 tuổi trở lên đó, cộng với người lớn thở trên 20 lần thì chúng ta đã xem là viêm phổi rồi. Và bệnh nhân lúc này là chưa có tình trạng thiếu oxy máu nhiều, tức là SpO2 phải trên hoặc bằng là 93%. Và nếu như chúng ta có chụp X-quang hoặc là CT thì có hình ảnh viêm phổi. Và nếu mà là viêm phổi nặng đó thì các bạn thấy bệnh nhân có dấu hiệu của viêm phổi còn với ít nhất một dấu hiệu, tức là bệnh nhân có thể tím tái hoặc là SpO2 từ 92% trở xuống. Bệnh nhân có thở rên, rút lõm ngực hoặc bất kỳ các triệu chứng nặng, ví dụ như không uống được, bỏ bú, rối loạn chi giác, co giật vân vân. Và các bạn lưu ý rằng đối với trẻ lớn và người lớn chỉ cần nhịp thở trên 30 lần một phút là chúng ta đã xem là viêm phổi nặng. Và cái dạng nặng nhất mà ở người lớn và trẻ em chúng ta đều rất là ngại đó là hội chứng ARDS. Và để chẩn đoán hội chứng này thì ngoài các triệu chứng diễn tiến cấp tính và chúng ta thấy xoang phổi tổn thương mờ lan tỏa hai bên, và cái điều rất quan trọng là chúng ta phải chứng minh rằng nó có tình trạng thiếu oxy máu. Và để chứng minh tình trạng thiếu oxy máu, để đơn giản hóa thì các bạn có thể căn cứ trên cái khí máu hoặc là căn cứ trên cái SpO2. Thì cái tỷ lệ của nó chúng ta thấy đó là tỷ lệ nếu dựa trên cái khí máu đó, BO2 chén SpO2 dưới 300 hoặc là SpO2 chén SpO2 là dưới 264 trong trường hợp thở CPAP. Riêng đối với thở máy ở trẻ em đó thì người ta sẽ dùng cái chỉ số oxy hóa máu. Tuy nhiên trên thực tế lâm sàng thì chỉ số này chúng ta tính toán nói chung cũng khá phức tạp. Vì vậy cũng khuyến cáo các bạn nên sử dụng giống như người lớn, có nghĩa là chúng ta căn cứ trên cái BO2 chén SpO2. Có nghĩa là nếu mà nhẹ đó thì cái BO2 chén SpO2 này nó sẽ trên 200. Nếu mà trung bình nó là từ 100 đến 200 và nặng đó là dưới 100. Như vậy nó sẽ đơn giản hơn trong quá trình chúng ta xử trí. Và cái dạng nặng nữa mà chúng ta phải lưu ý đó là dạng về nhiễm khuẩn huyết. Thì trong nhiễm khuẩn huyết này thì hầu hết chúng ta đều có tiêu chí rồi. Tức là chúng ta có nhiễm trùng cộng với hội chứng đa viêm toàn thân. Và cái mà người ta rất quan tâm đó là tình trạng sốc nhiễm khuẩn. Sốc nhiễm khuẩn là một cái tình trạng nhiễm khuẩn huyết mà chúng ta có kèm theo hạ huyết áp hoặc có trên hai cái dấu hiệu nặng, ví dụ như rối loạn chi giác, nhịp tim nhanh, CRT kéo dài, da nổi bông, thở nhanh, thiểu niệu, lắc ơ hoặc là tình trạng tăng hay giảm thân nhiệt. Nếu các bạn có thử lắc tát thì lắc tát máu của nó sẽ tăng. Và cái sốc nhiễm khuẩn này thì các bạn nhớ coi lại trong cái phác đồ của bệnh viện Nhi đồng 1, thầy Cam của nó viết rất là chi tiết trong cái vấn đề này. Riêng đối với trẻ con, hồi nãy anh Thanh có nhắc rồi đó, chúng ta chú ý ở trẻ con nó sẽ có một hội chứng giống như Kawasaki, tức là hội chứng viêm đa hệ thống liên quan đến SARS-CoV-2. Và tiêu chí của nó là trẻ nó sốt từ 3 ngày trở lên và có 2 trong 4 tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất là nó sẽ phát ban tổn thương da niêm giống Kawasaki. Thứ hai là có tình trạng đó là trụy tim mạch. Thứ ba là có tổn thương cơ tim. Thứ tư là có rối loạn đông máu hoặc rối loạn tiêu hóa. Và đặc biệt các bạn sẽ thấy phản viêm của nó rất là dữ dội. Tức là CRP tăng, VS tăng và procalcitonin tăng. Và khi có dấu hiệu này các bạn nên nghĩ tới cái hội chứng đó là viêm đa hệ thống giống như Kawasaki. Về phân tầng điều trị thì hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta thì chúng ta có 4 tầng. Tầng thứ nhất đó là dành cho cái nhóm mà không triệu chứng về nhà, thì nhóm này ở các phường là ở các khu cách ly. Nhóm tầng thứ hai đó là dành cho cái nhóm có triệu chứng, thì lúc này chúng ta sẽ ở các bệnh viện dã chiến. Tầng thứ ba đó là dành cho những trường hợp mà bệnh nhân có các cái bệnh lý nền nặng, chúng ta sẽ ở các bệnh viện mà tách đôi hoặc các bệnh viện chuyên điều trị COVID của thành phố, ví dụ như bệnh viện Trưng Vương, Phạm Ngọc Thạch, đa khoa Thủ Đức vân vân. Và những trường hợp mà nguy kịch ở tầng 4 thì chúng ta sẽ chuyển về bệnh viện, đó là bệnh viện hồi sức cấp cứu của trung tâm bú, hoặc là chúng ta có cái bệnh viện bệnh nhiệt đới và bệnh viện Chợ Rẫy. Rồi trong cái nếu mà ở trong một bệnh viện đó thì các bạn sẽ thấy rằng nếu như ở mức độ mà không triệu chứng hoặc là nhẹ đó thì thông thường chúng ta sẽ ở cách khu vực cách ly ở khoa nhiễm hoặc ở một cái khu mà bệnh viện chúng ta quy định. Bắt đầu bệnh nhân có tình trạng siêu hấp, tức là phải thở oxy, thở CPAP hoặc FNC, thì lúc đó chúng ta sẽ ở phòng cấp cứu ở khu cách ly đó. Và nếu tình trạng nguy kịch thì chúng ta đương nhiên phải ở cái khoa hồi sức tích cực. Về cái vấn đề điều trị thì trong cái điều trị cái COVID thì chúng ta đối với hiện nay đó thì chúng ta có những cái chìa khóa rất là quan trọng. Thì một trong những chìa khóa quan trọng nhất đó chính là điều trị tình trạng siêu hấp. Thì đối với siêu hấp đó thì các bạn chú ý tất cả các trường hợp bệnh nhân có siêu hấp thì các bạn nhớ nằm đầu cao, và chúng ta có 3 mức để hỗ trợ hấp.
Thứ nhất là chúng ta sẽ thở oxy qua cannula. Nếu thất bại thì chúng ta sẽ thở không xâm lấn. Và nếu thất bại nữa thì chúng ta sẽ đặt nội khí quản thở máy. Và cuối cùng, nếu có điều kiện thì một số nơi chúng ta sẽ tiến hành ECMO. Thì đối với thở oxy thì các bạn thấy là chỉ định là khi nào bệnh nhân có thở nhanh, thở gắng sức hoặc trôi lâm ngực. Và đặc biệt SpO2 của nó dưới 92%. Và kiểu thở mà chúng ta áp dụng nhiều nhất chính là thở oxy qua cannula từ 1 đến 6 lít. Mục tiêu là các bạn sẽ đạt được SpO2 phải trên hoặc bằng 94%. Nếu như thất bại thì các bạn nếu như có điều kiện, nếu như mà chúng ta không có điều kiện để thở cái CPAP á, thì các bạn nên cho thở qua mask. Và đặc biệt đối với bệnh nhân mà thở oxy mà thất bại rồi thì chắc chắn nó sẽ là nặng. Cho nên chúng ta nên sẽ tuyển trên lên các tầng trên nếu như chúng ta có thể chuyển được. Còn đối với thở không xâm lấn thì khi nào các bạn thất bại với thở oxy thì có hai biện pháp mà hiện nay chúng ta áp dụng nhiều nhất. Một đó là chúng ta thở CPAP và thứ hai là thở HFMNC. Và mục tiêu chúng ta vẫn có là bao giờ SpO2 cũng phải trên 94%. Và nếu có điều kiện thử chi máu thì chúng ta phải có BO2 trên 80 hoặc BACO2 dưới 45. Thì nhắc lại về hai phương pháp này thì các bạn sẽ thấy rằng giữa hai phương pháp này thì nó ưu nhược điểm của nó như thế nào. Thì các bạn sẽ thấy rằng đối với thở CPAP, chúng ta chắc chắn là chúng ta sẽ có được một áp lực dương liên tục hàng định. Có thể là từ 4, 6, 8, 10 cm nước. Và lúc đó lưu lượng khí tối đa của chúng ta chỉ dùng khoảng từ 18 đến 20 lít mà thôi. Và đối với ở trẻ em thì cái biện pháp mà thở CPAP này đã được chứng minh rất hiệu quả trong cái thở, trong cái viêm phổi trẻ em. Còn đối với FNC này thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó cũng có FiO2 cao giống như CPAP. Tuy nhiên cái áp lực dương của nó chỉ vào khoảng từ 5 đến 6 cm nước mà thôi. Và áp lực dương này không hàng định. Và để được áp lực dương đó thì nó đòi hỏi một chúng ta phải có một lưu lượng khí rất lớn, thường là từ 40 cho đến 60 lít. Cho nên nó có vẻ là chúng ta sẽ phí một cái nguồn lực rất lớn. Tuy nhiên tại sao ở người lớn người ta lại sử dụng nhiều như vậy? Bởi vì ở người lớn, đa phần người lớn người ta không dung nạp tốt đối với cái CPAP. Cho nên buộc lòng người ta phải dùng đến cái HFMNC. Còn đối với trẻ em thì có lẽ là cái vũ khí chúng ta, chủ lực chúng ta dùng cho chắc chắn sẽ là CPAP. Thì đối với thở CPAP thì các bạn thấy khá đơn giản. Ở đầu thì chúng ta cứ thở áp lực khoảng 4 đến 6 FiO2 từ 40 đến 60%. Sau đó nếu thất bại thì chúng ta sẽ tăng dần áp lực lên và tăng dần FiO2 lên. Nhưng mục tiêu chúng ta luôn luôn nhớ đó là SpO2 của nó phải trên 94%. Còn đối với thở cái HFMNC thì hiện nay trên khoa hấp chúng ta có cái bộ dụng cụ đó. Thì các bạn sẽ thấy cái lưu lượng mà để dùng cho nó nè. Dưới 12 kg là phải dùng từ 2 lít bật ký im phút. Có nghĩa là một đứa bé 10 kg, cái lưu lượng các bạn phải dùng khoảng 20 lít. Đứa bé mà khoảng 20 kg thì các bạn sẽ thấy rằng là gì? Nó khoảng 40 lít đến 50 lít cho một cái phút thở như vậy. Cái nguồn lực của chúng ta về mặt oxy hoặc là khí nén sẽ tốn rất là nhiều. Và trong cái hỗ trợ hấp đó thì các bạn chú ý rằng là chúng ta nên là không nên phun khí dung. Bởi vì khi mà chúng ta phun khí dung như vậy thì nó sẽ có nguy cơ bội nhiễm rất lớn. Và khi chúng ta cho bệnh nhân thở CPAP hoặc FNC, nếu có điều kiện thì chúng ta nên cho bệnh nhân thở mask. Chúng ta nên đeo khẩu trang cho bệnh nhân để cho giảm cái vấn đề phát tán cho bệnh nhân. Và khi mà buộc lòng chúng ta phải đặt nội khí quản thì điều này rất là quan trọng. Bởi vì khi chúng ta đặt nội khí quản thì lúc này nguy cơ lây nhiễm cho y tế rất lớn. Cho nên đòi hỏi chúng ta phải có, thứ nhất là chúng ta phải mặc đồ phòng hộ tốt nhất có thể được. Thứ hai đó là chúng ta sẽ, nếu có điều kiện thì chúng ta nên đặt nội khí quản có đèn camera. Và chúng ta phải ăn thừng giãn cơ cho tốt để tránh bệnh nhân ho. Và như vậy chúng ta sẽ dùng các loại giãn cơ ăn thừng mà chúng ta thường thông dùng. Và lúc này thì chúng ta bắt buộc phải dùng bóng dùng một lần và bỏ. Và khi mà chúng ta trang bị máy thở trong những trường hợp mà chúng ta phải thở cho bệnh nhân COVID nặng thì các bạn nhớ có 4 cái nguyên tắc quan trọng. Thứ nhất, chúng ta phải dùng dây máy thở một lần. Thứ hai các bạn là chúng ta phải dùng HMR thay thế cho bình làm ẩm. Thứ ba chúng ta phải có bộ phận lọc ở phần thở ra. Và thứ tư chúng ta phải hút với hệ thống kính. Và với như vậy thì chúng ta sẽ đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế của mình. Về khi mà chúng ta hỗ trợ hấp thì các bạn lưu ý rằng cái tổn thương phổi mà trong cái bệnh nhân COVID nó do ba cơ chế. Thứ nhất là nó liên quan đến cái sự rối loạn cái hệ thống mạch máu của phổi. Thứ hai là đến tình trạng đó là tăng đông tạo ra các viêm huyết khối. Và thứ ba là tổn thương phế nang gây ra do cơn bão cytokine cũng như do tổn thương gây ra do virus. Và do đó trong quá trình mà người ta nghiên cứu thì người ta thấy rằng đối với tổn thương phổi thì người ta có hai thể chính. Thứ nhất là thể L. L là viết tắt của chữ lô. Lúc này cái nhóm này thì phần lớn đó là các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta chỉ cần giúp thở thông thường thôi. Tức là thở bíp thấp, IB thấp thôi là cũng có thể cứu sống bệnh nhân được. Tuy nhiên cái thể thứ hai là thể H.
rác này nó sẽ tổn thương phổi do nhiều cơ chế. Và lúc này chúng ta dạng giống như AIDS, và chúng ta phải dùng bếp cao, chúng ta phải dùng IV cao mới có thể giúp bệnh nhân được. Và do đó, khi mà chúng ta giúp thở thì khởi đầu chúng ta sẽ sử dụng các thông số, nó nôm na đó là tương đối là thông thường. Chúng ta sẽ có một bài riêng để chúng ta trao đổi với nhau sâu, chuyên sâu hơn trong cái lĩnh vực về thở máy. Về cái khi mà chúng ta thở máy thì mục tiêu các bạn lưu ý rằng là gì? Chúng ta sẽ giữ cho PaO2 khoảng từ 70 đến 100 mm thủy ngân, cho là SpO2 từ 92 cho đến 96. Khi các bạn điều chỉnh các thông số thì các bạn nhớ nguyên tắc. Đầu tiên chúng ta sẽ chỉnh SpO2 đến mức khoảng 60%. Rồi nếu chưa đạt thì chúng ta bắt đầu tăng bếp, có thể mỗi 2 cm nước lên đến mức tối đa khoảng 10. Còn nếu chưa đạt nữa thì chúng ta sẽ tăng IB lên đến khoảng 20. Luôn luôn chú ý đến chiến lược bỏ dự phổi, đảm bảo cho cái áp lực bình nguyên nó dưới 30. Echiner cũng vậy, chúng ta 1/2, sau đó 1/1.5, 1/1. Và nếu thất bại nữa thì chúng ta sẽ tăng FiO2 lên trên 60% đến 100%. Trong cái điều trị, cái khó nhất đối với cái tổn thương phổi gây ra do cái COVID thì đó là hội chứng AIDS. Thì nguyên tắc của nó các bạn sẽ thấy, nó sẽ có 3 cái chìa khóa. Thứ nhất, chúng ta phải dùng bếp tương đối cao. Thứ hai, đó là chiến lược bỏ dự phổi. Thứ ba, đó là chúng ta đảm bảo cho cái VT của nó xung quanh khoảng 60 lít bạc ký là ok. Nếu như mà chúng ta thấy diễn tiến bệnh nhân có khuynh hướng nặng, tức là lúc này chúng ta sẽ thấy rằng cái tỷ lệ PaO2 FiO2 của nó dưới 200, tức là AIDS mức độ trung bình á, thì bắt đầu các bạn nên sử dụng bếp cao. Bếp cao lúc này là bao nhiêu? Các bạn có thể lên được từ 10, 12, 14, thậm chí 16. Tuy nhiên, khuyến cáo là không nên vượt quá 16 cm nước để cải thiện vấn đề oxy hóa máu. Còn nếu để tiếp tục giảm dưới 150 nữa thì các bạn nên, đó là vấn đề về giãn cơ và nằm sấp. Và hiện nay nằm sấp người ta không chỉ khuyến cáo trong cái ARDS mà bệnh nhân thở máy, mà người ta tiến hành cho các bệnh nhân thở không xâm lấn rất là sớm. Và nếu như cái tỷ lệ PaO2 FiO2 của nó dưới 80 thì chúng ta sẽ cân nhắc cái ECMO. Trong cái chiến lược hội chứng ARDS này thì các bạn chú ý, trong cái khí máu đôi khi chúng ta chấp nhận nó tăng CO2, miễn sao nó nôm na đừng vượt quá 60 mm/min, giữ cho pH trên 7.2 là được. Và trong ARDS nặng thì các bạn có thể áp dụng biện pháp nằm sấp. Và nếu thất bại thì chúng ta sẽ nhớ tới cái vấn đề ECMO. Thì đó là cái chìa khóa đầu tiên. Chìa khóa thứ hai để chúng ta giải quyết trong những trường hợp COVID nặng, đó là chúng ta điều trị tốt sốc nhiễm khuẩn. Để điều trị tốt sốc nhiễm khuẩn này thì chúng ta có 4 cái chìa khóa các bạn cần lưu ý. Thứ nhất, chúng ta chăm sóc bằng dịch cho tốt. Thứ hai, hỗ trợ hấp cho sớm. Thứ ba, đó là vận mạch. Và thứ tư, đó là kháng sinh. Về vấn đề hồi sức dịch thì các bạn lưu ý chúng ta chỉ dùng điện giải. Tốc độ chúng ta thường sử dụng là 20 lít bạc ký 15 phút, có thể lặp lại tối đa 3 lần trong giai đầu. Nếu như sốc không đáp ứng với bù dịch thì chúng ta sẽ dùng vận mạch. Nếu mà sốc lạnh thì các bạn dùng adrenaline với liều 0,05 đến 0,3. Còn nếu mà sốc nóng thì chúng ta sử dụng noradrenaline. Và kháng sinh, liệu pháp xuống thang chúng ta nên cho sớm trong giai đầu. Và các bạn lưu ý rằng đối với những trường hợp mà sốc kháng catecholamine thì chúng ta nhớ đến vai trò của hydrocortisone. Và để điều trị tốt cái trường hợp mà sốc nhiễm khuẩn thì các bạn lưu ý chúng ta căn cứ trên cái lưu đồ xử trí sốc nhiễm khuẩn của Bệnh viện Nhi Đồng 1 do thầy Cam đã viết rất là hoàn chỉnh, cho nên các bạn nên đọc lại để chúng ta lưu ý. Trong đó chúng ta chú ý quan trọng nhất vẫn là vấn đề hồi sức dịch. Nếu sốc kháng với bù dịch thì chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ cho thuốc vận mạch. Rồi, cái chìa khóa trong cái điều trị sốc nhiễm khuẩn thì các bạn luôn luôn chú ý đến cái mục tiêu. Mục tiêu chúng ta thứ nhất là phải đảm bảo huyết động ổn định, tức là CRT bình thường, nhịp tim huyết áp bình thường, đặc biệt máp bình thường. Nếu được thì chúng ta sẽ giữ cho áp lực tưới máu phù hợp theo tuổi. Nước tiểu phải trên 0,50 lít bạc ký giờ, lactate phải dưới 2, SpO2 trên 70. Và nếu có điều kiện đo cung lượng tim thì chúng ta giữ cung lượng tim trên 3 lít phút trên mét vuông. Về cái chìa khóa thứ ba trong cái điều trị COVID thì các bạn chú ý đến vấn đề kháng sinh. Đối với kháng sinh thì chúng ta đối với viêm hấp trên thì chúng ta không có chỉ định cho kháng sinh. Tuy nhiên từ mức bệnh nhân ở mức độ là viêm phổi, tức là từ mức độ vừa trở lên đó, thì các bạn bắt đầu cho kháng sinh. Thì kháng sinh thì bắt đầu chúng ta thì thường sử dụng cephalosporin hệ thứ ba. Còn nếu trong trường hợp bệnh nhân có cái viêm phổi nặng, phải thở CPAP, thở máy hoặc là sốc nhiễm khuẩn thì các bạn nên dùng cái kháng sinh phổ rộng. Mà kháng sinh này chúng ta phải bao được cái tụ cầu đa kháng vi chủng cấp âm và pseudomonas. Cho nên khuyến cáo đó là chúng ta có thể sử dụng phối hợp vancomycin cộng carbapenem và cộng trừ cái nhóm đó là amikacin. Vấn đề chìa khóa thứ tư rất là quan trọng trong cái điều trị cái COVID nặng, đó chính là sử dụng corticoid. Bởi vì cho đến bây giờ thì người ta thấy rằng sự tổn thương các cơ quan cho COVID liên quan đến cái cơn bão cytokine và cái phản viêm dữ dội. Cho nên có lẽ là sử dụng corticoid là một trong những cái điểm rất quan trọng trong điều trị COVID nặng. Thì chỉ định nó, các bạn sẽ thấy nó có ba chỉ định lớn. Trong đó có hai chỉ định quan trọng nhất.
đó là các bạn sẽ thấy rằng bệnh nhân mắc COVID mức độ vừa, nặng hoặc nguy kịch đã bắt buộc phải sử dụng corticoid. Thứ hai là hội chứng giống Kawasaki ở trẻ em. Còn những trường hợp còn lại đó là những trường hợp bệnh nhân đã có bệnh nền điều trị bằng corticoid. Và cái thuốc sử dụng thường xuyên nhất của chúng ta hay sử dụng là dexamethasone. Với liều ở trẻ em thì là 0,15mg bạc kiến lần, tối đa 6mg, ngày dùng một lần. Thường là chúng ta sử dụng bằng đường uống và thường sử dụng có thể đến khoảng 7 cho đến 10 ngày. Nếu như bạn không có dexamethasone, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng những cái thuốc khác tương đương. Ví dụ như prednisone, methylprednisolone hoặc hydrocortisone. Riêng đối với các hội chứng viêm hệ thống liên quan đến cái COVID thì các bạn sẽ thấy nó sẽ có chỉ định dùng corticoid kết hợp với IVIG. Thì corticoid người ta sử dụng đối với thể mà nhẹ vừa đó, tức là không có tình trạng suy hấp và suy tuần hoàn thì chúng ta sử dụng methylprednisolone 20g bạc ký ngày. Rồi sau đó chúng ta sẽ giảm dần liều ngưng thuốc trong 2-3 tuần. Còn đối với thể nặng nguy kịch thì các bạn có thể tấn công với liều 10 đến 30mg bạc ký một ngày. Sau đó chúng ta giảm liều xuống 20g bạc ký. Cái chìa khóa thứ năm cũng rất là quan trọng, đó là chúng ta phải dự phòng huyết khối. Tại vì huyết khối trên bệnh nhân COVID nặng sẽ có nguy cơ tăng đông, đặc biệt đối với người lớn. Cho nên là hầu như tất cả các bệnh nhân từ mức độ vừa trở lên thì chúng ta sẽ có dự phòng huyết khối. Cho nên trong những trường hợp mà mức độ mà nguy cơ thấp á, thì người ta sử dụng enoxaparin timidia với liều dự phòng, tức là thường là 0,5mg bạc ký mỗi 12 giờ. Trường hợp mà nguy cơ cao, đặc biệt các bạn chú ý đến cái D-dimer và cái phản viêm nó tăng cao, thì lúc này chúng ta sẽ cho liều tấn công với liều 1mg bạc ký mỗi 12 giờ. Và như vậy chúng ta sẽ thấy rằng có bốn cái chìa khóa rất là quan trọng trong điều trị COVID. Hầu hết tất cả các bệnh nhân, người lớn lẫn trẻ em từ mức độ vừa trở lên chúng ta phải dùng. Thứ nhất đó là chúng ta phải hỗ trợ hấp trợ tốt. Thứ hai phát hiện sớm sốc nhiễm trùng. Thứ ba đó là chúng ta phải dùng corticoid. Thứ tư đó là chúng ta sẽ dự phòng huyết khối cho nó tốt. Và cái vai trò của IVIG. IVIG chúng ta sẽ cho khi nào? Khi nào các bạn có hội chứng viêm đa hệ thống trong cái COVID ở trẻ em. Và đặc biệt trong những trường hợp mà nặng đó, chúng ta sẽ cân nhắc sử dụng IVIG trong những trường hợp ví dụ sốc nhiễm khuẩn, có phản viêm nặng, bệnh nhân AIDS mức độ trung bình nặng trở lên. Hoặc là bệnh nhân có biểu hiện viêm cơ tim hoặc có hiện tượng đó là suy đa cơ quan, và liều chúng ta giống như chúng ta điều trị Kawasaki hoặc là tay chân miệng. Về vấn đề mà diễn tiến mà nặng hơn nữa, bệnh nhân bắt đầu ra suy đa cơ quan thì lúc này tiên lượng bệnh nhân sẽ xấu. Thì lẽ nhiên trong trường hợp mà suy đa cơ quan thì chúng ta sẽ điều trị hỗ trợ chức năng các cơ quan, trong đó chúng ta đề cập rất nhiều đến vai trò của lọc máu liên tục. Lọc máu liên tục kinh điển thì các bạn có thể là điều trị trong suy thận cấp, suy đa cơ quan và quá tải dịch. Tuy nhiên đặc biệt trong cái hội chứng COVID nặng đó thì người ta thấy rằng nó liên quan đến cơn bão cytokine, cho nên thường được chỉ định trong những trường hợp AIDS. Nó sẽ được chỉ định trong những trường hợp đó là AIDS hoặc sốc nhiễm khuẩn kém đối với điều trị thông thường. Và lúc này nếu như chúng ta sử dụng thì người ta khuyến cáo chúng ta nên sử dụng các cục lọc có thể loại bỏ cytokine, ví dụ như Osiris hoặc là HA330. Những trường hợp này thì về mặt nhi khoa thì hoàn toàn chúng ta có thể làm tốt được. Và nếu đây giải pháp cuối cùng để cứu bệnh nhân trong những trường hợp mà AIDS nặng, đó là chúng ta sử dụng ECMO. Và chỉ định thường quy đó là thường đó là chúng ta sử dụng VV ECMO. Đối với người lớn thì VV ECMO đó. Đối với trẻ em thì chúng ta có hai kiểu. Thì đối với những trường hợp mà VV ECMO nó sẽ được chỉ định khi bệnh nhân có viêm phổi nặng, hội chứng AIDS kèm với thở máy và có ít nhất một tiêu chuẩn, thì các bạn sẽ thấy đó. Bên hồi sức thì chúng ta sẽ nắm chắc có là tỷ lệ PaO2-2 dưới 80 hoặc tỷ lệ OI trên 40 hoặc là thất bại với chiến lược thở máy thông thường. Thì lúc đó chúng ta sẽ tiến hành về ECMO. Tuy nhiên trong những trường hợp thì chúng ta bắt buộc phải làm VV ECMO trong trường hợp nào? Thứ nhất là trong trường hợp VV ECMO nhưng bệnh nhân có huyết động mạch không ổn định hoặc trẻ nhỏ quá dưới 20kg thì chúng ta phải dùng cái VV ECMO mới chạy được. Hoặc là lúc này bệnh nhân có tổn thương cơ tim cấp gây ra do SARS-CoV-2 thì và có trình hình ECMO. Và một số trường hợp chúng ta có thể cân nhắc trong trường hợp sốc nhiễm khuẩn. Tuy nhiên những trường hợp này thì tiên lượng rất là xấu. Về vấn đề sử dụng kháng siêu vi trong viêm phổi thì hiện nay khuyến cáo thì chúng ta sử dụng remdesivir. Tuy nhiên loại này thì tại Việt Nam chúng ta hiện chưa nay chưa có. Tuy nhiên thì theo hãng thông báo trên cái group mà hội chứng COVID đó, thì thuốc này chắc chúng ta sẽ có trong một cái thời gian ngắn nữa. Chúng ta sẽ có thuốc này thì chúng ta sử dụng tốt cho cả người lớn lẫn trẻ em. Và trong quá trình điều trị thì chúng ta các bạn lưu ý bệnh nhân COVID đôi khi phải nằm kéo dài thì chúng ta phải chú ý kiểm soát các vấn đề ví dụ như viêm phổi liên quan thở máy, nhiễm khuẩn máu liên quan với đường truyền trung tâm, huyết khối, loét và tình trạng loét dạ dày tá tràng. Thì kết luận thì chúng ta thấy rằng tử vong COVID của chúng ta hiện nay thì liên quan đến người lớn khá nhiều.
với cái cơ địa suy giảm miễn dịch bệnh nền lớn tuổi hoặc là những bệnh nhân béo phì, và tổn thương của nó chủ yếu là do cái viêm phổi nặng ARDS, sắc nhiễm khuẩn vân vân. Vì vậy để giảm tử vong thì có lẽ là cái vấn đề tốt đó là chúng ta phải kiểm soát tốt vấn đề siêu hấp. Thứ hai đó là vấn đề về sắc nhiễm khuẩn. Thứ ba vấn đề về suy đa cơ quan, và đặc biệt đó là những cái vấn đề phản ứng viêm. Cho nên có vấn đề rất là quan trọng trong vấn đề sử dụng corticoid và vấn đề phòng ngừa huyết khối bằng cái enoxaparin. Một điều rất quan trọng trong những trường hợp mà chúng ta gặp những ca khó thì vấn đề tăng cường hội chẩn trực tuyến qua những ca với các chuyên gia nó sẽ đóng. Dạ, kính thưa các anh chị, thì mình đã được học, mình đã được tập huấn rất nhiều lần về cái sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân rồi. Thì trong cái quá trình thực hành cũng giống như là đi giám sát ở một số vị trí thì em thấy cũng có nhiều vấn đề mình cần phải lưu ý làm để làm sao để mình thực hành tốt được. Đầu tiên, em xin nói về cái vấn đề sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân. Thì có những điểm về cái hướng dẫn, cái clip là mình đã có sẵn trên cái phần mềm của quản lý chất lượng và đào tạo trên trang web của bệnh viện rồi. Thì có một số điểm nhỏ nhỏ thôi ạ. Đầu tiên là cái bao giày của mình nhìn từ dưới lên trên ạ. Thì cái bao giày của mình, thì thứ nhất là cái bao giày nó đã có chung rồi. Và cái quần của cái PPE này nó cũng đã có chung nữa. Thì cái bao quần nó sẽ phải bao luôn dùm em cho cái bao giày, để trong trường hợp có dịch tiết hoặc là mình có vô toilet để mà dọn dẹp chẳng hạn vậy. Thì lúc đó cái dịch tiết nếu có nó sẽ chảy ra bên ngoài của bao giày, nó ra ngoài chứ nó không vô trong cái bao giày để nó dính đến cái chân của mình, là một việc. Cái thứ hai nữa là khi mà mình mở ra mình kiểm tra thì mình sẽ phải chọn cái bộ PPE như thế nào. Thì thứ nhất là cái size đó nó sẽ phải lớn hơn cái size bình thường của mình. Để làm chi? Lúc mà mình thao tác mình sẽ phải rộng rãi để mà nó không có bị hở lên hở xuống. Thì luôn luôn chọn lớn hơn một size giúp em ạ. Cái thứ ba nữa là cái găng tay. Sao vậy? Đây là... Dạ rồi, cái nữa là cái găng tay ạ. Thì găng tay của mình sẽ phải phủ bên ngoài của cái bộ phương tiện phòng hộ cá nhân. Thì các anh chị lưu ý giùm em là cái găng tay này á, nó sẽ phủ khoảng chừng 5 cm của cái cổ tay. Nên khi các anh chị mặc á, thì mình sẽ cầm nhẹ bộ PPE á, ở trong khoảng giữa lòng bàn tay của mình. Thì lúc đó khi mình mang cái găng rồi mình kéo lên thì nó có khoảng cách mà cái găng tay nó sẽ bao cái bộ PPE giùm em khoảng 5 cm. Thì lúc đó khi mà mình thao tác trên bệnh nhân thì mình mới an toàn được. Cái thứ hai nữa là cái tấm kính hoặc là cái mạng che mặt, thì một trong hai món là được, không cần phải cả hai. Có một điểm lưu ý khi mà mình cái dùng kính hay là mạng che mặt, thì đối với các bạn nam á, thì nên là mình sẽ cắt tóc ngắn. Cái thứ hai đối với nữ mà có tóc mái á, thì các bạn sẽ phải, hoặc là mình không có tóc mái là mình búi lên hết toàn bộ luôn. Nếu trong trường hợp mà mình có tóc mái thì mình sẽ phải kẹp hết toàn bộ lên để tránh trường hợp là gì ạ? Những cái tóc mái này nó sẽ lòi ra bên ngoài và nó tiếp xúc với bên ngoài. Thì cái chỗ này mình rất hay không để ý. Thậm chí hiện nay là mình đang mang face shield nhưng cuối cùng tóc của mình nó dài quá là nó phủ hết luôn bên ngoài của cái face shield luôn. Thì nó không có đảm bảo và không có an toàn cho mình. Một cái điểm nhỏ nữa là cái khóa kéo ạ. Thì cái khóa của cái PPE nó sẽ có cái khóa chỗ này, thì nó có hai dạng khóa. Đối với cái dạng khóa to á, thì nó sẽ không bị tuột. Tuy nhiên đối với cái dạng khóa nhỏ giống như cái khóa quần tây của mình á, thì các anh chị lưu ý là khi mà mình kéo lên rồi mình sẽ phải bấm lại để nó kêu cái cắt. Giống như cái khóa quần tây á, mình sẽ phải bấm lại cho nó khóa để nó không có bị tuột xuống khi mà mình thao tác. Khi mà mình mặc phương tiện phòng hộ cá nhân thì đầu tiên mình sẽ phải kiểm tra cái bộ phương tiện phòng hộ cá nhân coi thử là có đầy đủ giùm em tất cả các thành phần giống như cái hình lúc nãy hay không. Nếu trong trường hợp mà nó không đủ thì mình cần phải lấy thêm trước khi mà mình ra chiến trường. Cái thứ hai, yêu cầu của mặt mình chỉ cần một cái từ là nó kín, kín từ đầu tới cuối là được rồi. Và cái thứ ba nữa là cái khẩu trang N95 khi mà mình mang á, thì nó sẽ phải đảm bảo được cái yêu cầu là nó kín trong cái mặt mình, và mình sẽ phải làm cái fit test. Khi nào fit test đạt thì lúc đó mình mới vô cho chăm sóc bệnh nhân. Còn nếu như không thì mình sẽ phải làm lại từ đầu. Khi mà mình cởi phương tiện phòng hộ cá nhân thì mình sẽ lưu ý là mặc thì mình mặc ở đâu cũng được hết. Có thể mặc phòng hành chánh, mặc ngoài hành lang, mặc ở chỗ nào cũng được hết. Hoặc mình ở ngoài, mặc ở ngoài sân cũng được luôn. Nhưng khu vực cởi thì mình sẽ phải cởi tại phòng đệm
của sau khi mình chăm sóc bệnh nhân hết rồi thì mình tới tại phòng đệm của cái khu vực đó trước khi mình ra ngoài. Thì cởi mình sẽ phải cởi theo trình tự ngược với cái trình tự mạch giống như lúc nãy để mà mình không phạm phải á. Và khẩu trang là cái mình cần sẽ phải cởi cuối cùng chứ không phải là ấy á. Thì trong cái bài mà mình gửi lên trên cái trang web mà quản lý chất lượng đã ấy đó là có rất nhiều bạn làm cởi khẩu trang ra đầu tiên luôn. Thì các anh chị lưu ý giùm. Một cái tiếp theo nữa là rửa tay ạ. Không phải chỉ trong PPE mới rửa tay mà còn ở những vị trí khác nữa. Thì nếu những cái nguồn lây của mình là từ môi trường, nhưng nếu như mà tay của mình chạm phải cái môi trường là lây nhiễm đi, nhưng nếu như mình rửa tay tốt thì chính bản thân mình cũng không nhiễm. Chính vì vậy mà cần phải rửa tay đúng và đủ 6 bước giùm em ạ. Thì tất cả những cái clip mặc và cởi phương tiện phòng hộ cá nhân, bộ liền hay bộ rời, một găng hay hai găng đều đã có trên cái trang web của quản lý chất lượng của bệnh viện mình ạ. Một số lưu ý nhỏ khi mà sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân khi mình bước vào trong cái khu vực này để mình làm việc. Thì những cái nhu cầu tối thiểu ăn uống, tiêu tiểu mình sẽ phải thực hiện trước khi mà mình mặc cái phương tiện này, chứ không phải để mình mặc vô hoặc là mình đang thao tác sau đó mình cởi ra như thế này mình uống nước thì nó là lây nhiễm. Cái thứ hai nữa là lúc nãy mình có nói đến một cái là khẩu trang N95 chỉ đạt đúng cái tiêu chuẩn của N95 khi nó kín. Nhưng mà cái hình ảnh ở bên dưới này mình thấy rất rất nhiều trên báo chí thì là gì ạ? Cái khẩu trang y tế nó nằm ở bên trong và cái khẩu trang N95 nó nằm bên ngoài. Thì như thế này chắc chắn 100% là không kín và việc mà mình mang hai cái như thế này thì không hề có ý nghĩa gì cả. Thì nó chỉ có hại thêm mà thôi. Cái thứ ba nữa là mang khẩu trang N95 thì rất ngột và rất bí, rất khó chịu. Tuy nhiên khi mà mình mở ra thì đó là cái lúc mà dễ lây nhiễm cho chính mình tại vì nó gần mình nhất. Nên mình phải mở từ từ theo thứ tự chứ không phải là cầm bứt ra giống như thế này thì nó rất là nguy cơ. Và mọi người luôn luôn mong muốn sử dụng khẩu trang N95 nhưng thực tế nếu như mình sử dụng đúng như thế này thì đây là một cái người đồng nghiệp của mình ở nước khác và khi mà mình sử dụng N95 liên tục thì mình thấy là nó hằn rõ ở trên cái khuôn mặt của mình, thậm chí là ngay cái xương mũi nè là nó giống như là nó muốn chày luôn vậy. Thì thực tế ví dụ như ở hồi sức sơ sinh trong cái chiến trường đó thì ngay cả những nhân viên của sơ sinh khi mà mặc xong rồi cũng y chang giống như thế này và thậm chí các bạn đã phải dán một cái miếng băng keo cá nhân để làm chi nó hạn chế, nó đỡ tổn thương cho cái da của mình luôn. Thì đó là mình đang mang sử dụng đúng cái phương tiện của nó để bảo vệ cho chính mình. Còn đôi khi là mình cần cái khẩu trang N95 cuối cùng mình không sử dụng đúng thì nó rất là hao phí. Và cái đây là em bấm cho play gì. Đây là cái clip để hướng dẫn kiểm tra độ kín của khẩu trang N95 thì mình sẽ cùng xem lại một chút xíu ạ. Đúng rồi. Check again if an adjustment is made.
Wear the right size mask. Fit check is mandatory for all users of N95 masks and must be performed every time upon wearing. Perform hand hygiene after putting on masks. Pull one strap overhead. Maintain the hold on the first strap. Use another hand to pull the top strap overhead. Do not touch front surface of mask unless wet or soiled. Perform hand hygiene after removal of mask and after putting on the reduced mask. Rồi, tiếp theo giùm chị. Sorry. Dạ, tiếp theo một cái nữa là mình luôn luôn nói là giảm đảm bảo được cái khoảng cách, một trong những 5K của mình. Thì theo như Trung tâm Dịch bệnh Hoa Kỳ là mình định nghĩa một người tiếp xúc gần là khi nào tiếp xúc nhỏ hơn 6 feet là khoảng 1m8 và trong thời gian là ít nhất là 15 phút. Và cái thời gian này nó sẽ được cộng dồn trong 24 giờ chứ không phải chỉ là một thời điểm. Vậy thì hiện nay ví dụ như độ chuyển bệnh của nhà mình dính ngày xưa khi mà kinh nghiệm á, mình chuyển bệnh bằng thang máy, mình tiếp xúc gần với người nhà quá. Thì sau cái đợt tập huấn vừa rồi thì các bạn hôm nay là cách xa chắc phải 3m, 4m luôn chứ không phải gần nữa. Vậy thì làm sao để mà mình luôn luôn đảm bảo khoảng cách với tất cả những người xung quanh là 2m bằng điện thoại, hoặc có thể mình sẽ nói lớn hơn một tí xíu để mọi người nghe, thay vì cái thói quen tập quán của mình là mình sẽ sát lại gần với nhau. Cái thứ hai nữa là khi mà mình nói chuyện giống như vậy thì mình sẽ đảm bảo một chuyện là không có mặt đối mặt với nhau. Không có mặt đối mặt với nhau. Thì khi mà mặt đối mặt giống như vậy thì mình sẽ là người bị ảnh hưởng trực tiếp. Và cái thứ ba nữa là mình sẽ phải luôn mang khẩu trang. Thì mang khẩu trang này không phải chỉ có mình mang khẩu trang face shield là đủ, mà còn có cái cả người đối diện nữa. Vì giả sử nếu như người đối diện của mình, hiện nay mình truy vết mình thấy có rất nhiều trường hợp là gì? Người đối diện là F0, họ bỏ khẩu trang ra, họ ăn uống ở trong một cái phòng rất kín và rất nhỏ. Vậy thì hoàn toàn tất cả những người xung quanh ở trong một cái môi trường giống như vậy hoàn toàn có thể bị lây nhiễm. Thì xin các anh chị lưu ý giùm. Vậy thì mình sẽ ứng dụng chuyện đó như thế nào ạ? Thứ nhất, đối với nhân viên chuyển bệnh thì mình sẽ giữ một cái khoảng cách rất là xa để mà mình đưa bệnh nhân và hướng dẫn bệnh nhân đi cùng với mình. Và cái thứ hai, người ta có thể đi sau lưng mình và mình không hề đối diện với bệnh nhân này. Và cái thứ ba nữa là hiện nay mình thấy là nhân viên chuyển bệnh họ hạn chế tối đa và dường như là họ không có sử dụng thang máy trừ trường hợp họ có chỉ định. Và nếu như mà phải đi thang máy giống như vậy thì chỉ có bệnh nhân đi lên mà thôi, sau đó nhân viên của mình sẽ đi đường bộ lên chứ họ không đi chung với bệnh nhân nữa. Và thực tế khi khám bệnh và chăm sóc người bệnh thì sao ạ? Đối với trường hợp chăm sóc á, thì mình sẽ khó hơn một chút xíu. Lý do là chăm sóc điều dưỡng, chích ven rồi này nọ không thể nào không gần bệnh nhân được. Khám em bé thì không thể nào không gần em bé được. Vậy thì mình sẽ hạn chế tối đa cái nguồn mà mình sẽ tiếp xúc. Em bé dương tỷ lệ thấp hơn là người nhà. Vậy thì mình chỉ tiếp xúc với em bé thôi và xin đừng tiếp xúc với người nhà. Thì lúc đó mình sẽ có một cái giường ở tại đó hoặc một cái nôi ở tại chỗ để em bé sẽ ở đó và mình lại mình khám cho em bé, và lúc đó người nhà sẽ bước xa ra khoảng 2 mét sau khi mình khám xong thì người nhà sẽ lại để bế em bé. Thì ngay cả trong những cái quan hệ, trong những cái sinh hoạt thường ngày của mình cũng sẽ giữ khoảng cách 2 mét giống như vậy. Một cái tiếp theo nữa là về vấn đề vệ sinh môi trường. Thì về cái quy trình vệ sinh ạ. Quy trình vệ sinh mình sẽ vệ sinh từ cái vùng nguy cơ thấp đến vùng nguy cơ cao. Và cái thứ hai, hóa chất là phải đủ nồng độ và cần phải tăng tần suất vệ sinh cho những bề mặt mà nhiều chạm. Mình rất hay chạm vào những bề mặt đó nhưng cuối cùng là mình không có vệ sinh. Thì đối với nồng độ hóa chất thì hiện nay tại bệnh viện mình đang có những loại hóa chất như sau, hoặc là clo hoạt tính. Clo hoạt tính thì hoặc là 0.5% cho những dung dịch có dính máu và dịch tiết, hoặc là 0.1% cho tất cả những dung dịch khác. Ngoài ra hiện nay bệnh viện mình còn có sulfaniod hoặc meliceptone hoặc sulfasep, mình hoàn toàn có thể sử dụng được cho tất cả các loại này. Tuy nhiên những cái loại ở bên dưới thì chỉ sử dụng cho bề mặt bình thường, không có liên quan đến máu và dịch tiết. Trình tự vệ sinh như thế nào là đúng ạ? Thì hiện nay ví dụ mình có khu vực bệnh nhiễm nguy cơ cao, mình có nhà vệ sinh, mình có phòng hành chánh. Vậy thì mình sẽ phải đi từ cái khu vực nguy cơ thấp là phòng hành chánh, sau đó qua đến phòng bệnh, mới cuối cùng mới đến nhà vệ sinh.
Cái thứ hai nữa là những bề mặt mà mình rất hay bị bỏ qua và dường như là nhân viên vệ sinh của mình không có làm, và rất mong là mình sẽ giám sát và hướng dẫn họ và yêu cầu họ sẽ phải thực hiện. Đó chính là cái những cái tay nắm cửa, điện thoại bàn ở khoa. Cái thứ ba nữa là cái ống nghe, thì bác sĩ sẽ rất hay có cái thói quen là sau khi khám xong mình sẽ vắt cái ống nghe lên trên cái cổ của mình. Thì bây giờ ngày hôm nay sau khi khám xong một bệnh nhân giống như vậy, mình sẽ dùng ancol tại chỗ để mình sát trùng cái ống nghe này và mình để tại cái vị trí đó, chứ mình không nên mang và vắt lên trên cổ của mình. Ví dụ như vừa rồi cũng có một sự cố liên quan đến vắt cái ống nghe này. Cái thứ tư nữa là cho dù ở đâu thì điện thoại luôn là một vật dụng mà bất di bất dịch, không bao giờ rời khỏi mình. Nhưng mà mình rửa tay thôi, nhưng mà cái điện thoại của mình thì dường như là chưa kịp rửa là mình đã cầm và mình bấm rồi. Vậy thì xin lưu ý giúp em là tốt nhất mình có thể bỏ nó ở trong một cái túi nhựa, một cái túi zip hoặc một cái túi nhựa gì đó. Rồi tất cả những cái túi đó thì màn hình cảm ứng luôn luôn ăn, không có ảnh hưởng gì hết. Cuối ngày hoặc cuối đợt hoặc khi mà mình rời khỏi khu vực phong tỏa giống như vậy thì điện thoại này mình sẽ lấy ra và cái túi nhựa hoặc cái túi zip đó mình sẽ bỏ vào trong thùng rác lây nhiễm. Và sau đó mình có thể dùng cồn để mà mình sát trùng ở phía mà mình khử khuẩn ở phía bên ngoài này trước khi mà mình sử dụng tiếp. Và đặc biệt là nếu như mình về nhà mình có tiếp xúc với con mình thì các anh chị cũng nên cẩn thận về cái điện thoại ạ. Một điểm nữa là hiện nay về phun khử khuẩn có nên hay không nên, và mọi người rất mong muốn là được phun khử khuẩn. Tuy nhiên chúng mình có thể không phun khử khuẩn, chúng mình có thể vệ sinh bề mặt nhưng mà không cần phun cũng được, nhưng chúng ta không thể phun mà không vệ sinh bề mặt. Thì xin lưu ý giùm em, thì cái quan trọng nhất vẫn là vệ sinh bề mặt, giống như lúc nãy mình nói là gì, đúng cái trình tự của nó và đúng cái nồng độ hóa chất của nó thì nó quan trọng hơn rất rất nhiều so với cái vấn đề phun. Cái thứ hai nữa là mình những cái hóa chất này mình sẽ không sử dụng cho người. Ví dụ như một cái hình kế bên mình thấy là hiện nay trên báo rất nhiều luôn là nhân viên y tế mình đang phun cho bệnh nhân hoặc cho đồ đạc của bệnh nhân, thì cái này là không được phép và không được phép sử dụng cho người vì nó sẽ có ảnh hưởng đến những vấn đề khác sức khỏe cho con người nên không có khuyến cáo ạ. Thì khi mà mình sử dụng phun giống như vậy thì các anh chị lưu ý giùm em là những sản phẩm, thiết bị điện tử, thiết bị cảm ứng và những bề mặt kim loại, nếu như mà mình phun thì nó có thể bị rỉ sét và nó bị hư luôn cả cái màn hình cảm ứng và nó bị dột lên. Nên nếu như trong trường hợp mình phun thì mình sẽ phải che phủ những cái thiết bị điện tử, những cái màn hình cảm ứng này trước khi mình phun. Thì cái hóa chất phun ở ngoài cộng đồng mình đang sử dụng là clo, còn hiện tại trong bệnh viện mình thì mình cao cấp và sang trọng hơn chút xíu thì mình sẽ sử dụng dung dịch hydroxy peroxide. Một vấn đề nữa là thông khí. Thì yêu cầu để thông khí an toàn nhất trong mùa dịch, không phải chỉ dịch COVID mà còn nhiều loại dịch khác, thì mình sẽ cần là 12 luồng thông khí trong vòng 1 giờ. Và người ta, đây là bảng của Tổ chức Y tế Thế giới, thì mình thấy là nếu như mà mình thông khí tốt, có 12 luồng thông khí trong vòng 1 giờ, thì trong vòng 60 phút thì toàn bộ, nếu như trong phòng này có virus đi chăng nữa thì nó cũng không còn ở trong cái phòng này nữa. Chính vì vậy mà mình cần phải mở cửa càng nhiều càng tốt. Thì ở đây là một cái hình, nếu như trong trường hợp đây là một cái phòng mà chúng tôi chỉ có một cái cửa thế này và mở nhỏ như thế này thôi thì nó sẽ không có ý nghĩa. Cái thứ hai thì khi như vậy thì để mà tạo thông khí tốt nhất thì phải có hai cái cửa đối diện nhau giống như thế này và mình sẽ mở cửa càng rộng càng tốt để tạo những cái luồng thông khí tự nhiên như vậy. Và ở trên trần nếu như mình có thì tốt, còn nếu như không như hiện nay mà chúng ta đang sử dụng quạt chẳng hạn vậy, thì giữa quạt trần với quạt đứng thì quạt trần sẽ tốt hơn để mà mình tạo những cái luồng thông khí tự nhiên giống như thế này. Nếu trong trường hợp mà mình không có quạt trần mà mình sử dụng quạt đứng thì lúc đó chúng ta sẽ ở đầu nguồn. Em chỉnh lại giùm chị. Thì chúng ta sẽ ở đầu nguồn của cái quạt đó và bệnh nhân sẽ ở phía sau mình, chứ mình không đứng theo chiều ngược lại. Thì trên đây là một số cái lưu ý khi mà mình thực hành ở tại cái cơ, tại cái khoa của mình, cũng giống như là khi chúng ta sẽ phải đi tình nguyện ở khu các khu cách ly. Thì rất mong là khi chúng ta có đầy đủ tất cả những cái phương tiện giống như vậy thì chúng mình sẽ thực hành tốt. Và giống như là Tổ chức Y tế Thế giới hay là CDC đã nói là nếu như chúng ta được trang bị đầy đủ thì nguy cơ nhiễm cho nhân viên y tế là bằng không.
Vậy thì rất mong là mình sẽ tự tin hơn trong mùa dịch khi mà mình không thể không chiến đấu được. Em xin hết.